Vừa qua, Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam VIM đã tổ chức hội nghị tôn vinh lao động giỏi năm 2015. Từ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo do Tổng Công ty phát động, các đơn vị đã có nhiều sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất. Kết quả năm 2015, toàn Tổng Công ty đã có 112.662 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Tại hội nghị tôn vinh lao động giỏi năm nay, ngoài các danh hiệu khen thưởng của cấp trên, Tổng Giám đốc đã quyết định trao 18 giải thưởng cho tập thể và giám đốc tiêu biểu của năm 2015. Những gương mặt tiêu biểu lao động giỏi, lao động sáng tạo tại hội nghị năm nay chính là những bông hoa đẹp từ phong trào sản xuất kinh doanh, là gương sáng điển hình của VIM.